biển còn đầy cá. Có một anh chàng bị người yêu bỏ, anh ta chán đời, bèn sa vào rượu chè cờ bạc. Người bạn thân thấy thế, liền khuyên, chỉ vì một người con gái mà đổ đốn ra như thế thì không đáng đâu, biển còn đầy cá mà. Anh chàng thất tình đáp, ừ, tớ biết là biển có rất nhiều cá, nhưng con cá vừa rồi đã đớp hết mồi của tớ rồi. Anh là người đầu tiên. Chàng trai nhìn người yêu âu yếm và hỏi, em thân yêu, em hãy thề và nói rằng anh là người đầu tiên của đời em, có đúng không? Đương nhiên rồi, anh yêu, nhưng em thường tự hỏi, câu hỏi đó có quan trọng gì đâu, mà người đàn ông nào cũng quan tâm vậy nhỉ? Diễn đạt bằng tạm vận, anh yêu em vô cùng, đến nỗi ngôn ngữ bất lực, không thể nào diễn đạt nổi. Ôi, khó gì đâu nào, không diễn đạt bằng lời được thì bằng tặng vật cũng được anh ạ. À. Ngày cuối cùng, tại sao cậu lại buồn thế? Ồ, vợ tôi thề sẽ không nói chuyện với tôi một tuần. Thế thì tuyệt vời quá còn gì, anh còn kêu ca gì nữa chứ? Hôm nay là ngày cuối cùng của cái tuần yên ổn ấy đấy. Câu trả lời của người cha. Một cậu bé hỏi cha mình, ba ơi, sao ba lại lấy má hở ba? Người cha nhìn con rồi thở dài, đến cả mày mà cũng hỏi thế ư con? Không thể có. Cô hướng dẫn viên du lịch nói, nơi đây người ta đã đốt xác mộ phù thủy cuối cùng trên thế gian. Một ông khách liếc nhìn vợ và lẩm bẩm, không đúng, làm gì có chuyện đó chứ. Làm chồng thật khó. Hai vợ chồng trẻ cãi nhau trận đầu tiên, người chồng cáu kỉnh gắt, tôi không thể chịu đựng nổi cô, không ai có thể sống nổi với cô đâu. Người vợ liền quạc lại, thế hả? Vậy thì anh muốn tôi dẫn ra bao nhiêu nhân chứng đây? Nhân vật bí ẩn. Có một cặp tình nhân nọ yêu nhau đã lâu, tình cảm đã đến độ sâu đậm. Một hôm, cô gái đưa chàng trai về nhà mình và hai người qua đêm với nhau ở đó. Buổi sáng, khi thức dậy, chàng trai nhìn thấy bên giường có treo một bức ảnh người đàn ông rất tuấn tú. Đương nhiên, anh chàng cảm thấy lo ngại, bèn hỏi giọng run rẩy, ảnh ai đây? Đây là chồng em à? Không, cô gái đáp, hay là người yêu cũ của em? Cũng không phải nốt, cô gái khúc khích cười và nhéo tai chàng trai. Vậy chắc là bố em phải không? Không, thế thì đó là ai chứ? Em đấy, trước khi phẫu thuật thay đổi giới tính đấy. Sự nhầm lẫn ở văn phòng. Một buổi trưa, trên đường xuống nhà ăn dùng bữa, nữ thư ký thấy tổng giám đốc đang cầm một tập tài liệu đứng trước chiếc máy hủy giấy. Nét mặt băn khoăn ngơ ngác, cô bèn bước lại gần và hỏi, ông có cần giúp đỡ không? Có. Giám đốc thở phào nhẹ nhõm đáp, đây là việc rất quan trọng đấy. Vui sướng vì có được cơ hội lấy lòng sếp, cô thư ký bật máy hủy giấy và nhét tập tài liệu vào đó. Khi máy bắt đầu chạy, ông giám đốc nói thêm, không cần copy nhiều đâu, một bản là đủ. Như một tác phẩm nghệ thuật, sau khi ly dị vợ, một họa sĩ trở nên rất buồn nản,
anh ta sa đà vào rượu chè và không muốn làm ăn gì nữa. Thấy vậy, bạn bè lựa lời khuyên nhủ và tìm cách làm anh ta quên đi cô vợ cũ bằng một người đẹp mới. Anh chàng được giao nhiệm vụ làm ông mối, tìm kiếm ít lâu thì được một người ưng ý. Anh ta bố trí cho hai người gặp nhau lần đầu trong một khung cảnh lãng mạn. Trước buổi gặp mặt người đẹp, chàng họa sĩ hồi hộp hỏi, trông nàng như thế nào? Tả qua cho tớ nghe đi. Anh bạn đáp, ôi, dung nhan của nàng không thể dùng ngôn ngữ bình thường mà tả được đâu. Đó là một kiệt tác nghệ thuật đấy. Sau cuộc hò hẹn, họa sĩ gọi điện đến cho bạn. Cậu nghĩ tớ là một thằng như thế nào mà lại giới thiệu cho tớ một cô gái như thế hả? Cô ta mắt thì lác, đầu thì hói, mũi vừa dài vừa hẹp, lại vừa cong nữa. Lông lá thì đầy mặt, ngực thì phẳng lì, cổ chân với bắp đùi to bằng nhau. Người bạn cười xòa đáp, chẳng phải là lâu nay cậu luôn coi Picasso là thần tượng và mê tranh của ông ấy đến phát điên hay sao? Đánh thức công chúa. Trong giờ kể chuyện, cô giáo kể cho học sinh nghe câu chuyện cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng. Cô giáo say sưa với nguồn cảm hứng, giọng lên trầm xuống bổng như người đang hát. Đến lúc cô nhìn lại thì quá nửa lớp đang ngủ gục. Cô giáo bực mình, gõ thước kẻ đánh thức cả lớp dậy và hỏi, em nào cho cô biết công chúa được đánh thức bằng cách nào? Cả lớp im lặng. Thấy vậy, cô gợi ý tiếp, hãy suy nghĩ mà xem. Buổi sáng hàng ngày, mẹ các em cũng thường đánh thức các em dậy bằng cách ấy đấy. Một em reo lên, thưa cô, bằng một cái phát rõ đau vào mông ạ. Đảm đang, vợ mắng chồng, anh giặt quần áo kiểu gì mà mấy cái quần còn bám đầy đất thế này? Người chồng ngạc nhiên, sao em hỏi kỳ quá vậy? Hôm đó ai giặt đồ? Ừ, thì tôi. Nhưng tại sao anh không giặt chứ? Thì tại ba anh lên chơi, em muốn làm người vợ đảm đang mà. Cái nồi cơm khét hôm đó. Thôi thôi, đi nấu cơm đi. Tám mươi năm vẫn chạy tốt. Một lão ông 80 tuổi kết hôn với một cô gái tròn đôi mươi. Một năm sau ngày cưới, cô gái sinh con. Khi bác sĩ báo tin ông đã được làm cha của đứa bé nặng 4 cân rưỡi, ông già tỏ ra rất vui vẻ. À, thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt đấy chứ. Năm sau, người vợ lại mang thai và vẫn đẻ tại bệnh viện cũ. Bác sĩ báo tin cô ta sinh hạ một bé gái nặng 4 cân. Ông già hổ hởi, rồi thốt lên rằng, à, thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt mà. Năm tiếp đó, người vợ có mang và vẫn tới bệnh viện đó. Lần này, bác sĩ báo tin cho ông lão đã trở thành cha của một đứa bé trai nặng 5 kg. Ông già lại điệp khúc cũ, ôi, thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt. Bác sĩ ngăn sự sung sướng của ông lão và nói, không tốt như bố tưởng đâu, bố già ơi, bố nên thay dầu đi, vì thằng bé lần này đen nhẻ mà. Đừng cưới vội. Một người đàn ông trên đường tới Hollywood để cưới vợ là một ngôi sao màn bạc. Giữa đường, anh ta bị chặn xe vì chạy quá tốc độ. Anh ta vội gọi điện cho vị hôn thê và bảo, em yêu à, anh đang bị cảnh sát giao thông lập biên bản phạt, em chớ vội lấy người khác nhé.
tung đồng xu. Mãi tới hiệp 2 của trận đấu bóng, Tép mới đến sân vận động. Người bạn hỏi, sao cậu lại đến muộn thế? Tép đáp, vì tớ phải tung đồng xu để quyết định xem mình sẽ đi tới nhà thờ làm lễ cưới hay đến đây xem trận đấu này đấy. Ồ, thế sao lại lâu như vậy? Vì tớ phải tung tới 14 lần. Tiết kiệm và bủn xỉn. Cha ơi, tiết kiệm và bủn xỉn có gì khác nhau ạ? À, là thế này. Khi cha tự mình hạn chế chi tiêu thì mẹ bảo là cha tiết kiệm. Còn khi cha khuyên mẹ tằn tiện chi tiêu thì mẹ bảo cha là bủn xỉn. Con hiểu chưa? Bài được đăng. Tháng trước, vợ tôi quyết định tôi phải trở thành nhà văn. Muốn vậy, tôi phải có bài đăng báo. Nàng bắt tôi mỗi ngày phải dành vài tiếng để sáng tác nhằm khuyến khích tài năng. Nàng ra điều kiện có bài đăng báo mới được chung chăn. Do vậy, tháng nay tôi chịu cảnh chăn gối đơn chiếc. Cho đến ngày hôm qua, tự nhiên nàng ôm gối qua giường của tôi. Tôi mừng rỡ hỏi, bài của anh được đăng rồi hả? Chưa, nhưng mà em lạnh. Tâm thần. Để kiểm tra bệnh tình của các bệnh nhân tâm thần, bác sĩ bảo họ ra bể bơi. Một bể bơi không có nước. Ông ra lệnh, ai muốn tắm thì nhảy xuống mà tắm đi. Tất cả các bệnh nhân đều thích chí nhảy xuống. Chỉ có một người cứ đứng yên. Bác sĩ nghĩ thầm, ông này có lẽ đã hết bệnh rồi đây. Bác sĩ hỏi, tại sao anh lại không nhảy xuống tắm hả? Tôi không biết bơi. Bệnh nhân và bác sĩ. Dạ, thưa bác sĩ, cách đây một năm, tôi đã đến nhờ ông khám bệnh hen suyễn. Ông có dặn tôi phải tránh chỗ ẩm ướt, ông còn nhớ không? Ừ, tôi vẫn còn nhớ chứ, sao nào? Vậy thì hôm nay tôi xin hỏi bác sĩ một điều, bây giờ tôi đã có thể tắm được chưa ạ? Câu trả lời của phạm nhân. Chánh án nghiêm giọng nói, phạm nhân, tại sao anh lại liệng hai cái chai vào người của nạn nhân hả? Dạ, vì cái thứ nhất không trúng, thưa quý tòa. Chuyện bịp bợm. Hai vợ chồng đi du lịch bằng tàu hỏa. Trên một toa có ba giường nằm. Người chồng để vợ nằm ở tầng trên cùng. Anh ta nằm tầng giữa. Còn tầng dưới cùng là một ông khách khác. Nửa đêm, nghe có tiếng động khác lạ ở tầng trên. Ông chồng quát to, ai làm gì trên ấy đây? Ông khách đáp, tôi đây mà. Tôi vừa trở mình một cái, thế là rơi ngay lên đây. Lai giống. Tại hội nghị khoa học, giáo sư người Mỹ nói, chúng tôi lai giống giữa bò và gà, kết quả giống mới cho chúng tôi thịt, sữa và trứng. Giáo sư người Pháp thì tuyên bố, còn chúng tôi lai giống giữa ruồi và ong, kết quả giống mới chỉ bâu vào rác và cho ra mật. Ngay lúc đó, ông giáo sư người Nga tự hào, ăn thua gì so với chúng tôi chứ? Chúng tôi lai giống giữa gián và dưa hấu. Kết quả, khi bổ dưa hấu ra, các hạt liền tự động nhảy ra rồi chạy loanh quanh đấy. Tai nạn nghề săn bắn. Hai người bạn rủ nhau đi săn gấu. Một người ngồi trong cabin ô tô, còn người kia vào rừng tìm dấu vết. Không bao lâu, anh ta bắt gặp một con gấu to và nổ súng,
nhưng chỉ làm nó bị thương. Con gấu giận dữ đuổi theo, anh chàng đánh rơi khẩu súng và vắt chân lên cổ chạy về phía ô tô. Gần tới nơi, anh ta trượt chân ngã sóng xoài. Con gấu vấp lên chàng thợ săn, ngã lọt vào cửa cabin ô tô đang mở. Anh chàng số đỏ bật dậy, đóng sập cửa cabin, gào lên với người bạn ngồi ở trong đó. Này, cậu lột da con gấu này nhé, tớ đi tìm bắt con khác đây. Trong buồng tắm, một cô gái đưa bạn về nhà chơi, dẫn vào nhà tắm và khoe đàn cá vàng đông tới cả trăm con đang bơi lội tung tăng trong bồn tắm. Người bạn ngạc nhiên hỏi, vậy khi cậu muốn tắm thì làm thế nào đây? Cô gái đáp, à, có gì đâu, tớ bịt mắt chúng lại mà. Lương tháng, cuối tháng, anh chồng đưa số tiền kiếm được cho vợ. Cô vợ thở dài ngán ngẩm. Ôi, vẫn chỉ có thế này thôi à? Chẳng lẽ anh không có cách nào làm nó tăng gấp đôi hay sao? Anh chồng đáp, dễ thôi mà. Em mang đến đây cho anh cái gương đi. Tùy hoàn cảnh, một triết gia đã ngoài 60 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Bạn bè hỏi tại sao, thì ông nói, người xưa có câu, khi ta cưới vợ, ta sẽ sống chung với một người phụ nữ. Còn khi ta không cưới vợ, tức là ta sẽ sống chung với cả thế giới. Nhưng đến năm 80 tuổi, thì triết gia đó cưới vợ. Bạn bè rất ngạc nhiên, có người thì nhắc, này ông bạn, ông quên câu danh ngôn ngày xưa rồi hay sao? Triết gia đáp, đâu có, nhưng tôi đã thêm chút xíu để thích hợp với hoàn cảnh thôi mà. Thêm như thế nào chứ? À, tôi cho rằng khi ta không có vợ, tức là ta sẽ sống chung với cả thế giới. Còn khi ta có vợ, thì ta sẽ được sống với cả thế giới cộng với một người nữa. Kê đồ đạc cả tuần. Có một người đàn ông muốn ly dị vợ vì cô ta không chung thủy. Quan tòa yêu cầu, hãy nói ra bằng chứng làm cho anh nghi ngờ sự chung thủy của vợ xem nào. Anh trả lời, vâng, vì lý do nghề nghiệp tôi phải xa nhà cả tuần, chỉ ở nhà có tối thứ bảy thôi. Ấy vậy mà, tối thứ bảy vừa qua, khi chúng tôi kê lại đồ đạc trong phòng, thì bà già tầng dưới gọi điện lên nói, xin các cháu nghỉ chuyện ấy một hôm có được không? Bác đã bị tra tấn suốt cả tuần rồi. Bị uống cà phê quá nhiều. Một anh chàng với vẻ mặt lo lắng đến gặp bác sĩ. Thưa bác sĩ, vợ tôi ngoại tình. Mỗi lần tôi bắt được quả tang là cô ta lại bảo tôi hãy bình tĩnh và uống một tách cà phê. Xin ông hãy cho tôi một lời khuyên có được không ạ? Bác sĩ hỏi, thế anh muốn tôi khuyên anh điều gì đây? Dạ, cho tôi hỏi là tôi uống nhiều cà phê như vậy thì có hại cho sức khỏe lắm không ạ? Chim bồ câu đã xa. Hai anh bạn xa nhau mấy năm, nay mới có dịp gặp lại. Một người vồn vã hỏi, này, mối tình của cậu với bồ câu ngày ấy bây giờ ra sao rồi? Chim mới chóc cái gì? Người kia sẵn giọng đáp, ủa, thế cô ấy đi lấy chồng rồi à? Thì bây giờ cô ấy là vợ mình và hóa thành trần tinh chứ bồ câu bồ nông gì nữa. Vì kiểu dáng tân kỳ, một nhân viên văn phòng phàn nàn với vợ là dạo này anh thấy đau ê ẩm khắp người. Không ai biết được lý do, cho đến một ngày, anh ta đi làm về và nói với vợ, anh biết vì sao anh bị đau người rồi,
cơ quan anh mới thay toàn bộ đồ dùng theo model mới. Và anh vừa nhận ra là cả tuần qua anh ngồi trong cái sọt rác. Chỉ cần thêm quần áo. Một cô gái gọi điện cho ông họa sĩ. Alo, bức họa toàn thân của em, ông đã vẽ đến đâu rồi ạ? Đã hoàn chỉnh từ đầu đến chân, không sót một chi tiết nhá. Liệu có làm lại được không ạ? Em có ý định thay một bộ đẹp hơn so với hôm trước ạ? Đơn giản, hãy gửi chúng đến đây vì tôi đã vẽ bức này lúc em chưa mặc quần áo. Ghen bóng ghen gió. Có một anh học trò có tính hay ghen, muốn thử lòng vợ. Tối đến, anh ta ngồi núp vào một xó, đợi cho vợ đi qua thì chạy ra ôm chầm lấy. Vợ giật mình kêu lên. Anh ta mừng lắm liền nói, rõ thật là phúc nhà mình được người vợ trinh tiết. Một hôm xem phim lịch sử đến đoạn Tần Cối giết Nhạc Phi, anh ta giận lắm, tay đang cầm cái chén liền quăng xuống đất vỡ tan. Vợ thấy thế mới nói, cả nhà có 10 cái chén, đập mất 9 rồi, còn cái này lại đập nốt, lấy gì mà uống nước đây? Anh ta nghe nói, trợn mắt quát to lên, à, mình bênh cái thằng Tần Cối à, hay là mình đã thông dâm với nó hả? Chuyện của đàn ông. Hai anh chàng nói chuyện với nhau. Cậu có biết khi nào người đàn ông yếu đuối nhất không? Không. Đó là khi một cô gái xinh đẹp âu yếm và nói với anh ta rằng anh thật là can đảm và mạnh mẽ. Bợm nhậu ngày Tết. Cảnh sát bắt giam 5 người trong đêm giao thừa vì say xỉn. Nửa đêm, một người phụ nữ gọi điện đến đồn báo tin chồng bà ta đi làm không thấy về. Cảnh sát hỏi, chồng bà tên gì? Dạ, chồng em tên là Sơn ạ. Một lúc sau, cảnh sát gọi lại và nói, chúng tôi đã hỏi 4 người rồi, nhưng không có ai tên là Sơn cả. Người thứ 5 còn đang say quá, không nhớ nổi tên mình là gì. Người phụ nữ vội nói, tôi sẽ đến đấy ngay, đó đúng là ông chồng tôi đấy. Tìm nhà mình, một người ngồi bệt trên đường cái lẩm bẩm, không phải là cái này, cũng không phải cái này. Có người đi qua thấy vậy liền hỏi, ông nhìn cái gì thế? Tôi nhìn mấy căn nhà đang chạy ngang qua, chờ đến lượt nhà mình thì chạy vào. Tóc bạc trung tình nhất. Người ta hỏi nhà văn Andre Mora, theo ngài, phụ nữ tóc vàng, tóc hung, tóc đen, hạng nào trung tình nhất ạ? Andre suy nghĩ một lát rồi trả lời, chỉ có những người phụ nữ tóc bạc là trung tình nhất thôi. Mình sẽ giúp. Hai người bạn tri âm nói chuyện với nhau. 2 tuần nay, mình không ngủ được. Mình cần gấp 100.000 đô la mà chẳng biết vay đâu bây giờ. Ôi, thế thì cậu cứ đến chỗ mình sẽ giúp cho. Vậy cậu cho mình vay 100.000 đô la thật chứ? Không, mình cho cậu thuốc ngủ. Nơi nghỉ mát. Một phụ nữ chỉ thích rong chơi chứ không chịu nấu nướng, bảo với chồng rằng, anh yêu, năm nay em muốn được nghỉ hè ở một nơi em chưa từng đặt chân đến. Người chồng đáp, ồ, vậy sao em không nghỉ luôn trong căn bếp nhà mình nhỉ?
Do thần tình ái, bà mẹ kinh hồn bạt vía khi nghe cậu con trai cưng đòi mẹ lo cho cậu lễ đính hôn lần thứ 9. Trời ạ, mẹ không thể tưởng tượng nổi con lại đính hôn nhiều đến thế. Trước sau còn có tới 9 vị hôn thê cơ à? Cậu con trai đáp, ồ, đó là lỗi của thần ái tình đấy mẹ. Thần không bắn tên mà lại nã súng liên thanh vào tai con. Bất động, một cô gái xinh đẹp vừa kết duyên với một nhà kinh doanh cỡ bự. Người bạn gặp cô đon đả, xin chúc mừng cô, số cô hên thật đấy. Ồ không đâu, ông ấy mất khả năng rồi. Thế trước khi cưới, ông ấy không nói gì với cô à? Ông ấy có nói một điều gì đó, có chữ bất động, nhưng tớ cứ tưởng là nói về bất động sản cơ. Ai hơn ai kém, hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Hôm qua anh đã định quyến rũ tôi. Em đừng có bịa chuyện để tự đề cao mình như thế. Được, nếu anh không tin thì tôi sẽ sa vào bẫy của anh đấy. Anh đừng trách sao tôi không báo trước nhé. Đó là vợ tôi, một ông già hơn 70 tuổi, dắt theo một cô gái trẻ đẹp vào khách sạn. Người phục vụ cung kính cúi đầu. Chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng cho hai bố con ông rồi đấy. Ông già cự lại. Anh nói gì thế? Tôi già chừng này mà con gái bé thế này sao? Đấy là vợ tôi đấy. Không chung thủy, một người chào hàng nghi ngờ vợ phản bội trong những ngày ông đi vắng. Ông liền thuê một thám tử theo dõi vợ. Sau chuyến đi, ông ta nhận được báo cáo, trong đó có viết, buổi tối sau khi ông đi, một thanh niên tóc vàng đến đón vợ ông bằng xe hơi. Anh ta đưa bà nhà đi xem phim, rồi họ ăn tối trong nhà hàng lớn và uống hết 4 chai sâm panh. Lúc ăn tráng miệng, anh ta thì thầm với những lời âu yếm với bà và hôn vào cổ bà ấy. Sau đó, anh ta đưa bà về nhà, lên gác cùng bà ấy. Và qua cửa kính, tôi thấy bà ấy pha cho anh ta một ly cocktail. Rồi anh ta ôm hôn và cởi áo vest, sơ mi, bỏ cà vạt ra, cởi quần áo dài và đóng cửa chớp lại. Do vậy, tôi không thể kể cho ông biết những gì tiếp sau. Đọc xong, người chào hàng kêu lên, trời ơi, vậy thì chưa thể biết được kết cục đâu, vợ ta có phản bội ta hay không. Thành thật, một tay lái buôn giàu có đang hấp hối, bà vợ ngồi bên cạnh, ông ta cố gắng dậy và nói, em yêu, anh không muốn giấu em điều gì trước khi anh về thế giới bên kia. Chính anh đã bán chuỗi ngọc trai, nhưng lại báo với cảnh sát là mất trộm để em đỡ truy cứu. Anh cũng là tình nhân của bạn gái em, cũng đã lén phén với cô hầu gái. Mọi việc đều là do anh gây ra hết. Anh thật hối hận quá. Bà vợ an ủi chồng, không sao, không sao. Anh chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều làm gì, hãy sống cho thanh thản những ngày cuối cùng này. Nhưng em cũng phải nói thật cho anh biết rằng cả hai đứa trẻ nhà mình đều không phải con anh. Mượn, đôi nam nữ bước ra khỏi phòng đăng ký kết hôn, chàng trai đắc ý nói, em yêu, em thật là đẹp, xong xuất phát từ lòng tốt, anh phải nói thật với em, các vật dụng bằng gỗ pơ mu ở nhà anh mà lần trước em đến xem đấy, đều là do anh mượn của người khác về đấy. Anh tưởng em không biết điều đó sao? Cũng xuất phát từ lòng tốt,
Bây giờ em phải thú thật với anh, cái tên mà được viết trong giấy giá thú vừa rồi là tên của chị em đấy. Chức vụ nhỏ bé. Em yêu, sau khi lấy nhau rồi, em muốn làm chủ tịch hay phó chủ tịch ở nhà chúng ta nào? Ồ, anh yêu, em không dám đâu ạ. Song em nghĩ rằng mình chỉ có thể đảm nhiệm một chức vụ rất nhỏ bé thôi ạ. Em muốn làm gì vậy? Dạ, em muốn làm bộ trưởng tài chính ạ. Đánh chứng từ của siêu thị. Anh chồng bụng đói mềm hỏi vợ vừa đi chợ về, hôm nay mình ăn gì hả em? Trứng rán. Vợ anh thản nhiên đáp, cả tuần trứng rán rồi còn gì, em cho anh ăn trứng luộc đi. Sao không nói sớm, em chót đánh rơi túi trứng ngay ở cửa siêu thị rồi. Biết vợ chịu đau sởi, đôi vợ chồng nọ đưa nhau đi gặp bác sĩ. Người chồng tỏ ý rất vội, càng đơn giản càng tốt thưa bác sĩ, không cần phải gây mê hay tiêm thuốc giảm đau gì hết, ông cứ nhổ phất cái răng sâu ra là được. Nhà sĩ thán phục, giá mà bệnh nhân nào cũng chịu đau giỏi như anh, nào chỉ cho tôi chiếc răng sâu. Lập tức ông chồng quay sang vợ, em yêu, hãy cho bác sĩ xem cái răng sâu đi em. Tận cùng nỗi khổ. Có một người đàn ông trung niên ngồi trầm tư trong quán rượu. Trước mặt là một ly rượu. Ông ta cứ nâng nó lên rồi lại đặt nó xuống, tưởng như tiếc rẻ chưa muốn uống. Đột nhiên có một gã lang thang xuất hiện, chộp lấy ly rượu uống ực một hơi hết sạch. Ông khách gầm lên, trời ơi, sao ngày hôm nay tôi lại khổ thế này. Sáng đến công sở thì bị sa thải, trên đường về nhà thì bị tai nạn giao thông, về đến nhà thì bắt quả tang vợ ngoại tình, giờ lại đến thằng chết tiệt uống chanh mất ly rượu độc của tôi. Chàng, nàng và bóng tối. Sau buổi học xóa mù chữ, chàng rủ nàng ra vệ cỏ bờ đê ngồi hóng mát, mãi không thấy chàng động tĩnh gì. Nàng đâm ra sốt ruột, bèn kiếm cách gợi ý. Nàng thỏ thẻ, em đố anh đánh vần chữ này nhé. Chữ gì vậy em? Chữ xem. Ôi dào, tưởng gì chữ ấy thì dễ ợt. Chàng hấp tấp ngắt lời, rồi cất tiếng ê a. E m em, sờ em xem. Đấy, có thế thôi mà cứ để người ta phải nhắc. Nàng phụng phịu. Bệnh nặng. Hai người đàn ông đang trong hành lang phòng khám. Ông già hơn trông có vẻ bồn chồn. Người kia hỏi thăm, trông bác rất lo lắng, chắc là bác bị bệnh nặng lắm hả? Tôi đến đây để thử máu. Thế ư? Không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ? Để thử máu, họ sẽ cắt tay tôi. Ôi, mới nghĩ thôi đã dùng hết cả mình rồi. Nghe vậy, anh chàng kia mặt mũi tái mét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên. Ông thử máu bèn hỏi, anh làm sao thế? Sao tự nhiên anh lại hoảng sợ như vậy? Ôi, thế thì tôi đến đây để thử nước tiểu. Hai anh bạn thân gặp nhau sau đám cưới. Một người hỏi, hôm đám cưới, bố vợ cho vợ chồng mày cái gì? Ôi, chỉ có chiếc xe đạp gắn máy 3 thì thôi. Sướng nhá, nhưng xe gì mà lại 3 thì? Thì đây, để thì không nạp, đạp thì không nổ, đổ thì không dựng dậy nổi.
côn đồ. Một tên nọ ra tòa vì can tội đánh một nhà báo. Quan tòa hỏi, tại sao anh lại đánh người ta hử? Dạ thưa tòa, cách đây 2 năm, con đã bị kết án vì tội ăn trộm 100 đồng. Nhưng ông nhà báo này lại viết ở trên báo là 150 đồng. Rồi sao? Dạ, vợ con nó đọc báo, nó cứ tưởng con giấu số tiền dư đem cho mèo rồi, nên nó làm tình làm tội con đủ điều ạ. Đắt quá. Đứng trước tòa, bị can than thở. Thưa quý tòa, tôi chỉ hôn ẩu cô ấy có một cái, mà tòa lại phạt tôi tới 8 tháng tù giam thì đắt quá ạ. Tòa nghiêm giọng, trái lại là khác. Nếu rủi ro cô ấy vui lòng cho anh hôn, thì chắc chắn sau này anh sẽ bị giam mãn đời đấy. Mỗi ngày 10 cây số. Tôi không toại nguyện trong việc chăn gối. Thưa bác sĩ, tôi phải làm gì đây hả? Ông hãy chạy mỗi ngày 10 cây số và sau một thời gian hãy báo lại cho tôi xem sao. Một tuần sau, người bệnh gọi điện thoại cho bác sĩ. Bác sĩ hỏi, kết quả ra sao rồi? Tốt lắm ạ, thưa bác sĩ. Hiện tôi đã xa nhà 70 cây số. Mất ngủ. Có một chị nọ nói với bác sĩ, tôi ngủ rất ngon, còn chồng tôi thì lại mắc chứng mất ngủ, vậy nhờ bác sĩ. Bác sĩ đáp, được rồi, chị cho anh ấy uống thứ thuốc này, sẽ thấy công hiệu ngay thôi. Mấy hôm sau, lại gặp vợ người bệnh. Bác sĩ hỏi, kết quả thế nào rồi? Không ổn rồi bác sĩ ơi, bây giờ anh ấy ngủ rất ngon lành, thành ra tôi lại không ngủ được. Không thể chịu nổi, bác sĩ khuyên một bệnh nhân mất ngủ, trước lúc đi ngủ, anh hãy đếm một mạch từ 1 đến 1.000. Nếu không thấy ngủ được, thì mấy ngày sau lại tới tìm tôi nhé. Lần tới khám sau, người bệnh nói, dạ, thưa bác sĩ, tôi đã kiên trì đếm tới 400 mà chịu không nổi, phải dậy uống một cốc cà phê để tỉnh táo mới đếm nổi tới 1.000 đấy ạ. Thắc mắc của bé. Một hôm, bé bỗng hỏi mẹ, mẹ ơi, ai sinh ra con hả mẹ? Có phải mẹ sinh ra con không? Rồi chẳng đợi mẹ trả lời, bé tự nói, à, đúng là mẹ rồi. Nếu bố sinh ra con, thì con đã có dâu. Bố chẳng có ích gì mẹ nhỉ? Rồi bé chợt nghĩ rằng, em trai cũng là do mẹ sinh ra. Bé lẩm bẩm một mình nói, đến em trai cũng do mẹ sinh ra, thì chúng ta cần bố để làm gì nhỉ? Kể nốt câu chuyện, lúc chồng đi làm, cậu con trai lên 4 nói với mẹ, lúc mẹ đi vắng, bố đưa chị Sen lên gác và... Mẹ cậu ngăn lại, thôi được rồi, kể đến đó thôi, để tối lúc nào bố về thì con hãy kể cho bố nghe nhé. Trong bữa ăn tối hôm đó, bà ta nói, nào con, bây giờ con có thể kể nốt câu chuyện rồi đấy. Vâng, bố đưa chị Sen lên gác và làm giống như mẹ làm với bác Bobby lúc bố đi câu cá ấy ạ. Thi tốt nghiệp. Trong buổi thi tốt nghiệp y khoa, giáo sư hỏi một bác sĩ tương lai, nếu muốn người bệnh tháo mồ hôi, anh sẽ phải làm gì? Dạ, tôi sẽ cho bệnh nhân dùng các thức nóng ạ. Cho ví dụ, như trà nóng, thuốc chẳng hạn. Vậy nếu các thứ đó
không có công hiệu thì sao? Thì tôi sẽ dùng dầu xoa cho người ạ. Nếu vẫn chưa được, tôi sẽ dùng các dụng cụ thủy ngân. Vẫn không công hiệu thì sao? Tôi sẽ sử dụng chất kích thích. Tôi sẽ... Thí sinh vừa trả lời, vừa lau mồ hôi nhỏ giọt. Nhưng nếu những phương pháp ấy vẫn không đủ tác dụng thì anh sẽ làm gì? Thì tôi sẽ đưa bệnh nhân đến đây thì vấn đáp với giáo sư ạ. Áo lông thú. Người đàn bà đứng trước gương ngắm nhìn tỏ vẻ hài lòng vì chiếc áo lông thú mới mua thì cậu con trai đi học về. Đẹp quá! Có phải bố mua cho mẹ cái áo này không? Bố nào mua? Cứ chờ bố mày thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo. Mua trứng. Cho tôi mua 30 đồng trứng. Dạ à, đây ạ. Sao chỉ có 2 quả thôi ư? Chứ sao nữa? Giá mỗi quả là 15 đồng. Hay thật đấy. 2 quả thì một quả to, một quả bé. Thế mà giá cũng như nhau. Thôi được, thế thì quả to giá 20 đồng, quả bé thì 10 đồng, vị chi là phải trả 30 đồng ạ. Thế mới phải chứ. Câu chuyện vừa ý chồng. Bà vợ đã cố hết sức làm vừa ý chồng, nhưng ông chồng khó tính vẫn luôn bới móc để trách cứ bà. Lúc thì chê bà không làm trứng ốp la, lúc thì bắt bà làm trứng chiên ăn sáng. Một hôm, bà vợ cẩn thận dọn cho ông một phần trứng ốp la và một phần trứng chiên. Chắc mẩm thế nào, ông cũng khen. Nào ngờ, ông chồng mắng gắt. Cái trứng nên làm ốp la thì bà lại đem chiên. Còn cái trứng định chiên thì bà lại đem làm ốp la là thế nào? Nhầm, chàng trai và một cô gái xinh đẹp gặp nhau trên đường. Chàng trai hỏi, này cô gái, chúng ta có thể vào quán uống cà phê với nhau được không? Cô gái đáp, không, cảm ơn anh. Chàng trai lại nói, cô đừng có tưởng tôi là người dễ dãi, có thể tùy tiện mời con gái đi uống cà phê nhé. À này, anh đừng có nghĩ rằng tôi từ chối hết những lời mời của các chàng trai nhé. Ông chồng trung thủy. Ông chồng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, vội vã lên giường nằm. Ông vừa chợp mắt thì bà vợ quay sang và nói, anh sẽ làm gì nếu em cho anh biết là có một phụ nữ rất đẹp và hấp dẫn nằm kế bên anh? Ông chồng liền trả lời, đừng lo em yêu, anh rất trung thủy. Hôn nhân như dông như bão. Trong một giờ học về hôn nhân, giáo sư hỏi sinh viên, anh có hiểu tại sao người ta nói hôn nhân giống như dông bão không? Sinh viên liền đáp, dạ thưa giáo sư, bởi vì cả hai đều bắt đầu bằng sự cuốn hút, giằng co, tàn phá dữ dội rồi nổ tung, cho đến khi mọi sự im lặng trở lại, thì bạn mất luôn cả cái nhà đang ở ạ. Ta là anh rể của Mi đây. Một phụ nữ có đức ông chồng thường hay say xỉn mỗi khi về nhà, và bà ta đã quyết định trừng trị thói xấu của ông chồng. Vào buổi tối ngày lễ Halloween, bà ấy mặc bộ quần áo quái gở và nấp sau một gốc cây để chặn ông chồng trên đường trước khi ông ấy về nhà. Khi người chồng đi ngang qua, bà ấy nhảy ra đứng trước mặt ông ta với bộ sừng màu đỏ, đuôi dài và một cây đinh ba chĩa. Ông chồng hỏi, Mi là ai? Bà trả lời, ta là quỷ sứ đây.
Ông chồng nói chậm rãi, à, hãy theo ta về nhà, ta là anh rể của My đây. Khoảnh khắc tinh tướng, cuối tháng, chồng đi làm về, mặt vênh váo, hùng hổ bảo vợ, bây giờ tôi hỏi cô, cái nhà này là ai làm chủ hư? Cô vợ tát nhẹ vào má chồng nựng yêu, thôi đi, nỡm, tháng này có lương rồi hả? Thượng đế, có một người đàn ông buồn rầu đến xin Thượng đế, xin ngài hãy ban cho con một người con gái xinh đẹp, dễ thương và hiền lành để con khỏi cô đơn ạ. Trong nháy mắt, một người con gái xinh đẹp, dễ thương và hiền lành đứng bên cạnh anh ta. Anh ta mừng rỡ cảm ơn Thượng đế, rồi dẫn người con gái đó theo anh ta trong hạnh phúc. 20 năm trôi qua, tình cờ Thượng đế gặp lại anh ta. Lúc này, anh ta trông rất buồn và tội nghiệp. Thượng đế ngạc nhiên hỏi, ta nhớ là đã cho con một người con gái xinh đẹp, dễ thương, hiền lành rồi cơ mà. Mà sao con vẫn buồn như thế? Thở dài, anh ta trả lời, dạ, ngài đã cho con một người con gái xinh đẹp, dễ thương và hiền lành. Vậy tại sao ngài lại biến người con gái đó làm vợ của con chứ? Lâm, một người đàn ông gọi điện từ sở làm việc về nhà và nghe một giọng nói lạ hoắc trả lời trên điện thoại. Ông ta liền hỏi, cô là ai vậy? Dạ, tôi là giúp việc ạ. Nhà tôi làm gì có người giúp việc chứ? À, tôi mới được bà chủ thuê vào làm sáng nay thôi ạ. À, ra vậy, thế vợ tôi đâu rồi? Dạ, bà ấy đang ở trong phòng ngủ. Bà ấy đang ở trong đó với một người đàn ông. Tôi cứ tưởng ông ấy mới là chủ nhà chứ. Luật hôn nhân. Trong cơn giận dữ, bà vợ hét lên, thà lấy quỷ sứ còn hơn lấy anh. Anh chồng bình thản đáp lại, không được đâu em ạ, luật pháp đã cấm hôn nhân giữa những người cùng dòng họ. Không phải là thần chết, người vợ nói với chồng, hôm trước khi thấy con gấu ở trong rừng, anh bỏ em chạy trước. Thế mà trước kia anh cứ luôn miệng nói, vì em, anh không sợ gì cả. Ngay cả khi đối diện với thần chết, người chồng đáp, đúng thế, anh có nói như vậy, nhưng đó là con gấu, chứ không phải là thần chết đâu. Không lấy vợ, người vợ bị ốm nặng, ông chồng ngày đêm túc trực bên cạnh. Vợ hỏi, anh nói thật với em, nếu em chết, anh sẽ thế nào? Ông chồng nói, đừng hỏi anh cái chuyện đó, anh sẽ hóa điên mất. Anh sẽ không lấy vợ kế chứ. Nếu anh điên, thì anh sẽ lấy. Khỏi mua thịt. Chồng đi săn về nói với vợ, tháng này em khỏi phải mua thịt em ạ. Anh săn được nai hay hươu? Không, anh uống rượu với bạn bè hết cả tiền lương và tiền thưởng của tháng này rồi. Khóc. Người chồng nằm ốm trên giường, hỏi vợ, em yêu quý, nếu anh chết, em có buồn không? Người vợ trả lời, có chứ, anh yêu quý. Chỉ có một chuyện còn con, không đâu vào đâu, em còn khóc nữa là.
kịch ngoài kịch. Người vợ nói với chồng: "Anh yêu, đừng uống nữa, anh sắp say rồi đấy." Người chồng đáp: "Say thì càng tốt, lần nào đạo diễn cũng phân công anh đóng vai người say rượu, anh đang thể nghiệm đây." Vợ đáp: "Nếu vậy thì được, em đi đây." "Ô, sao em lại bỏ đi như thế chứ?" "Thì em đã đọc kịch bản rồi, mỗi lần nhân vật say rượu, vợ anh ta đều bỏ nhà đi luôn mấy ngày." Khá lắm, vợ hỏi chồng: "Này, ông thấy cái thằng chồng sắp cưới của con út thế nào hả?" "Ồ, thằng đó khá lắm ấy chứ." "Vậy hả? Nó khá thế nào?" "Thì hôm qua nó ngồi nhậu với tôi, nó chơi hết 2 chai rượu đầy mà vẫn không xỉn." Không thể lọt vào tay thủ thành. Đối đáp giữa mẹ chồng và con rể là trung phong bóng đá: "Lấy con gái của tôi về, anh chớ đối xử với nó như quả bóng già ấy nhá." "Vâng, thưa mẹ, con chả dại gì để vợ mình lọt vào tay thủ thành đối phương đâu ạ." Không thể gả được. Một ông trạc tuổi ngũ tuần hỏi chàng rể tương lai: "Anh có nghiện thuốc lá không?" "Dạ không ạ." "Thế anh có nghiện rượu không?" "Dạ cũng không ạ." "Ồ, thế thì tôi không thể gả con gái tôi cho anh được." "Nhưng mà vì sao ạ?" "Vì anh sẽ là tấm gương để bà vợ lắm điều của tôi suốt ngày bắt tôi phải soi vào." Không thiếu một cô gái không được đẹp cho lắm, nhưng nhà lại rất giàu có, vàng đeo đầy cổ và tay. Cô tình cờ quen được một chàng trai trẻ đẹp và lịch sự. Một hôm, trong quán nước, chàng trai ngỏ lời: "Anh yêu em, anh muốn được..." Nghe vậy, cô gái sung sướng, nghĩ rằng chàng trai đang tỏ tình, nên ngập ngừng, không nói ra lời, bèn giúp chàng trai đánh tan sự hồi hộp. "Người thiếu nữ như em thì có thể làm gì cho anh yêu?" "Có chứ em." "Vậy chỗ nào vậy anh?" "Ở chỗ em là thiếu nữ mà không thiếu nữ trang." Kiêng. Anh chàng nọ có vợ mang bầu sắp sinh. Vì kiêng không muốn làm việc sát sinh nên anh ta mang con gà sang nhờ hàng xóm cắt tiết hộ. Anh hàng xóm nói: "Tôi cũng đang phải kiêng đây này." "Xạo nào, anh đang sống độc thân mà kiêng cái nỗi gì?" "Thì chính vợ anh mới nói tôi cần phải kiêng mà." Quên. Chàng trai mới lấy vợ, sau đêm tân hôn ra quán cà phê ngồi buồn bã. Người bạn thấy vậy mới hỏi: "Sao mới lấy vợ mà buồn rầu thế? Có chuyện gì?" "Sáng ngủ dậy, theo thói quen, tao rút $20 trả cho cô ấy. Trời, sao mà sơ suất làm vậy? Bây giờ chắc nó không thèm nhìn mặt mày nữa đúng không?" "Không, vấn đề là ở chỗ cô ấy lại trả lại tao $10. Chim đi xe đạp. Có một anh nông dân miền núi xuống Hà Nội chơi. Anh ta không biết khoảng cách từ Cầu Giấy đến bờ hồ là bao nhiêu xa. Bèn hỏi thăm một cô gái. Vô tình, anh ta hỏi phải cô sinh viên người dân tộc vùng cao: "Thưa cô làm ơn cho tôi hỏi khoảng cách từ Cầu Giấy đến bờ hồ là bao xa ạ?" "Dạ, anh hỏi đường chim bay hay đường bộ ạ?" "Không, thưa cô, tôi hỏi đường chim đi xe đạp." Khoa học. Trong cuộc thi vấn đáp sinh vật,
Giáo sư bắt một con ruồi, rồi bẻ một chân, giơ cho một cô gái đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ và hỏi, em hãy xem chân và nói tên khoa học của con ruồi. Cô gái không trả lời được, giáo sư nói, cho tôi biết tên của cô để tôi còn ghi vào sổ điểm. Cô gái liền vén váy lên, chìa chân cho giáo sư xem và nói, thầy có giỏi thì xem chân em và đoán được tên khoa học không?